ông Đỗ Minh Thắng, chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Gia Rai cùng lãnh đạo Phòng Lao động Thương binh và Xã hội thị xã, Phòng Kinh tế và Chính quyền địa phương vừa đến thăm hỏi động viên gia đình anh Nguyễn Văn Dư, cư ngụ ở 21 xã Phong Thạnh có nhà ở bị sập do lốc xoáy. Hộ anh Nguyễn Văn Dư là một trong 26 hộ có nhà ở bị sập tốc mái do dòng lốc xảy ra ngày 19 tháng 8 vừa qua tại địa bàn các xã Phong Tân, Tân Phong và Phong Thạnh, tổng thiệt hại theo ước tính là khoảng 200 triệu đồng. Bên cạnh đó, lốc xoáy còn làm ngã cột điện cây xanh, ngay khi xảy ra sự việc, chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi động viên, giúp đỡ các gia đình thu dọn nhà, cây ngã, sắp xếp nơi ở tạm để ổn định cuộc sống trước mắt trong thời gian sửa lại nhà. Tại hộ anh Nguyễn Văn Dư, ông Đỗ Minh Thắng, chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Gia Rai, đã trao số tiền hỗ trợ 40 triệu đồng để gia đình có thêm điều kiện cất lại nhà mới, sớm ổn định cuộc sống.